Theo kế hoạch trong năm 2023, Long An sẽ trồng mới 650 ha rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 540 ha, đạt 83% kế hoạch đề ra. Cụ thể ước tính đến tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 31,2 hectare diện tích rừng trồng mới, tăng 0,65% so với cùng kỳ và có 540 ha diện tích rừng trồng mới giảm 0,48%. Sản lượng gỗ khai thác được 11.800 m khối tăng 0,08% so với cùng kỳ, chủ yếu là gỗ bạch đàn, tràm bông vàng khai thác ở các huyện Đức Quệ, Thạnh Quá, Tân Hương và Tân Thạnh củi khai thác được 14.890 ster, giảm 1,13% so với cùng kỳ. đáng chú ý từ đầu năm đến nay xảy ra một vụ cháy rừng gây thiệt hại một hecta rừng tràm 2 năm tuổi. Thời gian tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các đề án trồng rừng phòng hộ biên giới, đề án trồng cây phân tán và đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống cháy rừng, đảm bảo công tác trực cảnh báo và xử lý kịp thời tình huống xảy ra cháy rừng.